Chào bạn, tôi là Đặng Quốc Hưng. Tôi là thành viên Hội đồng chuyên gia Học viện Đào tạo Quốc tế Smartway và là nhà huấn luyện quốc tế về marketing và kinh doanh trong suốt 15 năm qua. Tôi đã tư vấn phát triển thương hiệu kinh doanh và chiến lược marketing cho hệ thống tổ hợp Yoga Fitness và Spa mang tên là Queen Spa, hệ thống spa phòng sông đá muối Hàn Quốc, hệ thống nhà hàng Lẩu Phường, Thổ Cẩm Brocat và nhiều doanh nghiệp khác. Và tôi cũng là CEO của công ty dược phẩm sinh học Lifespo Global. Bạn đang theo dõi chương trình đào tạo trực tuyến về nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Học viện Đào tạo Quốc tế Smartway và Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng thương hiệu là gì? Đối với những cái thương hiệu offline thì thương hiệu có phải là một cái hiệu được thương để chiếm được cái trái tim của khách hàng? Không hẳn là tình yêu, tình thương. Vì trong cái đại dương thương hiệu ngày nay, cái trở thành thương hiệu được yêu thương là điều rất là thách thức. Tôi xin nhấn mạnh đó là điều rất thách thức. Thế vậy quy trình trở nên được yêu thương như thế nào? Kể cả khi không trở thành được thương hiệu được yêu thương thì bạn vẫn có thể phát triển được cái thương hiệu của mình. Thế cái vậy cái hành trình của nó sẽ diễn ra như thế nào? Theo cái mô hình BrandTap thì nó là các bước như sau, gồm có tin, biết, thích và nhớ. Thế vậy để được tin thì điều đầu tiên phải trở thành thương hiệu được phổ biến. Nếu bạn đến một cái nơi xa lạ và lựa chọn các nhà hàng để ăn thì chắc chắn là bạn sẽ chọn những nhà hàng có đông người nhất. Đó là hiệu ứng đám đông để bạn biết về cái điều đó. Và chỉ cần thấy cái thương hiệu xuất hiện nhiều trên quảng cáo, xuất hiện nhiều trên những chương trình quan trọng, cái độ phủ của kênh phân phối rộng thì người ta sẽ tin bạn. Đó là lý do tại sao dù Internet có phát triển mạnh mẽ đến cỡ nào thì quảng cáo trên truyền hình vẫn có vẻ rất là tin cậy. Nhất là đối với những cái kênh truyền hình mang tính chất quốc gia như là VTV. Khi bạn xuất hiện trên đó thì tạo ra một cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Nó là kết quả chứ không phải là cái mục tiêu. Và cứ làm một cách tử tế đi thì khi có tiếng thì bạn sẽ được tin. Sang cái pha thứ hai đó là biết. Quảng cáo của Búp Bi Thiên Long, bạn chắc là bạn đã biết đến Búp Bi Thiên Long rồi phải không ạ? Đa phần mọi người đều biết đến Búp Bi Thiên Long là người ta đang bán búp bi. Bởi vì cái định vị của họ ngay từ khi khởi nghiệp là như vậy, chứ ít ai biết rằng là Thiên Long còn bán rất nhiều loại văn phòng phẩm khác nhau. Biết còn có thể là cái khi nào bạn sử dụng sản phẩm. Biết khi nào sử dụng trà thảo mộc Dr. Thanh, bạn chắc là biết, cũng biết đến nhãn hàng này, một nhãn hàng rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta đó. Và còn cái thương hiệu này nữa, Coca-Cola, làm cho khách hàng biết đó là nước giải khát, được uống và khi khát, khi hứng khởi, khi trời nóng, khi giải lao, khi dùng cơm cùng với bạn bè, gia đình vào các dịp lễ Tết. Và giờ bạn hiểu tại sao Coca-Cola bán chạy rồi nhé. Do đó nên ra 5 hay 6 thông điệp quảng cáo thì cho người ta biết cái cách sử dụng sản phẩm vào lúc nào và biết về lợi ích, về đặc tính, về chất lượng và khi nào sử dụng sản phẩm, đó là cái pha biết. Hay là Uber cho người ta biết đến đó là đi đến mọi khoảnh khắc. Hay Capitaland thì đưa ra một cái thông điệp là bạn diễn ra khoảnh khắc cuộc đời, còn chúng tôi xây dựng những sân khấu. Và bây giờ bạn hãy dành ra 30 giây để xem lại bạn đã làm những gì để khách hàng của bạn biết đến doanh nghiệp hay sản phẩm của mình. 30 giây bắt đầu. Sang cái pha thứ ba, đó là cái pha về thích. Làm thế nào cho họ biết rồi thì biết phải làm cho khách hàng thích. Vì sao bạn phải làm cho khách hàng thích? Vì khách hàng có xu hướng tiêu dùng lặp lại một sản phẩm và sẵn sàng trả giá cao hơn. Bạn hãy thử nghĩ về hành vi mua hàng của chính bạn mà xem nhé. Có phải là bạn đang mua lại vì bạn thỏa mãn về chất lượng của sản phẩm đó không so với thương hiệu của đối thủ? Khi khách hàng thỏa mãn với những cái điều kiện hiện tại thì họ không có xu hướng đi tìm những cái nhãn hàng khác, không đi tìm những cái sản phẩm khác và sẽ trung thành với cái sản phẩm của bạn. Và thích một thương hiệu nào đó, đầu tiên nó phải xuất phát từ cái chất lượng của sản phẩm và sau đó là thể hiện được giá trị và cá tính của mình thông qua cái sản phẩm đó. Thích cũng đến từ cái việc là khách hàng tán thành về cái quan điểm, triết lý về thương hiệu của bạn.
tạo nên cái sự khác biệt của bạn. Ví dụ như là chúng ta yêu thích về Body Shop vì họ không thử nghiệm cái sản phẩm của họ trên động vật. Hoặc là chúng ta có thể là cảm tình với cái sản phẩm của Fami vì tin rằng đó, nhà là nơi tuyệt vời nhất. Hay là chúng ta yêu thương lại thương hiệu Beatit vì tin rằng đó là một nơi để trở về. Và hãy dành ra 30 giây để xem lại bạn đã làm gì để khách hàng của bạn thích cái sản phẩm của mình. Và nó có hiệu quả hay không, nó đã hiệu quả hay chưa. Và 30 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Cái pha thứ tư đó là cái pha về nhớ. Thực ra chúng ta không cố nhớ một thương hiệu nào đó, nhưng trong thực tế thì cái thương hiệu đó đôi khi cứ bám dính lên tâm trí chúng ta. Đó là cách làm khi ngay chúng ta đặt tên và ngay khi chúng ta mua hàng. Đó là một điều rất quan trọng của người tiếp thị. Thương hiệu dính nhất có lẽ là tôi xin ví dụ đó là thương hiệu Thế Giới Di Động, bởi vì cái sắc vàng đen chói chang đặt ở các góc phố, vì cách đặt tên của họ rất là khá thông minh và mỗi khi chúng ta mua hàng thì nó cứ dính lên đầu của chúng ta. Thế vậy vừa rồi là những cách thức mà những cái thương hiệu mà chúng ta tổ chức bán trên ở dưới offline với diện rộng. Thế trong cái kỷ nguyên internet ngày nay thì chúng ta sẽ làm những cái thương hiệu online như thế nào? Đối với những thương hiệu online thì sao ạ? Trong cái kỷ nguyên của inbound marketing như thế này, xây dựng một thương hiệu là phải ngầm hiểu với việc xây dựng thương hiệu trên internet. Vì cái công cụ này là một công cụ tuyệt vời giúp chúng ta lan truyền đến bất kỳ đối tượng khách hàng, bất kỳ ở đâu mà chúng ta muốn, bất kỳ thời điểm nào. Và internet luôn luôn có cái sự thay đổi rất là nhanh chóng. Một thương hiệu rất dễ dàng được xây dựng nên, nhưng cũng có thể bị phá hủy trong phút chốc thôi. Trên internet, câu chuyện thành công chỉ sau một đêm nghe rất là cám dỗ, nhưng lại là không phải mục tiêu của việc xây dựng thương hiệu bền vững. Một brand được cho là thành công phải được xây dựng qua thời gian. Tôi nhấn mạnh là qua thời gian. Những cái bước đi chậm, chắc chắn, từ tốn sẽ giúp thương hiệu đi được tới nhiều khách hàng hơn và so với một cái viễn cảnh đó là một phút huy hoàng rồi lại vụt tắt. Nhưng mà tuy nhiên cũng nên nhớ rằng nếu bạn không thận trọng trong từng cái quyết định của mình thì cái môi trường truyền thông trên internet, khi bạn xây dựng một cái thương hiệu một cách vững chắc và từ tốn nhất thì vẫn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, đôi khi chỉ qua một đêm. Môi trường internet rất công bằng nhưng cũng rất khắc nghiệt. Nó giúp cho các công ty nhỏ có cơ hội phát đi tiếng nói của mình với toàn thế giới, nhưng nó cũng là cái nơi có thể hủy diệt bất kỳ một cái thương hiệu nào. Nhưng để đánh giá về cái độ lớn và độ rộng của tiếng nói của thương hiệu của bạn, không chỉ cần được khách hàng nhận biết mà còn phải đem tới được những cái sự khác biệt thực sự, sự khác biệt thì lúc đó bạn mới được ghi nhớ. Vậy hãy bắt đầu ngay từ khi bạn khởi sự doanh nghiệp bằng việc xây dựng cho mình một cái thương hiệu. Và đặc biệt là xây dựng thương hiệu trên internet, về điều này hoàn toàn phù hợp với doanh nghiệp startup, những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế vậy, một cái thương hiệu trên internet thì trông nó sẽ như thế nào ạ? Các bạn hãy hỏi tôi là Hưng ơi, nói cho tôi biết cái điều này đi ạ. Khi thương hiệu đã tìm ra được một cái sự khác biệt tuyệt vời thì nó sẽ là thứ khách hàng nhận ra đầu tiên, nhớ tới đầu tiên và cách đánh giá về những thứ xoay quanh thương hiệu đó. Do đó, điều chúng ta cần phải làm đó là một cái sự nhất quán. Tôi nhấn mạnh đó là một sự nhất quán. Cho dù khách hàng có tương tác với bạn, với thương hiệu của bạn qua bất kỳ kênh nào, qua website, qua blog, qua email, qua Facebook, truyền thông xã hội, hay là sau này bất kỳ cái công nghệ đem lại trong tương lai cái kênh nào đó, thì các kênh nêu trên đều phải được đưa tới trải nghiệm độc đáo thương hiệu của bạn, mà cái thương hiệu của bạn đại diện và nó mang tính nhất quán thật là cao. Khi xây dựng thương hiệu, bạn nên xây dựng một cách thức nhất quán về mặt hình ảnh. Một thương hiệu nêu lên, đưa lên tất cả kênh của mình, đó là sự thống nhất của cái kiểu dáng logo, của màu sắc, của phông chữ. Nhưng những cái thiết kế đó chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Tôi xin nhấn mạnh nó là bước khởi đầu mà thôi. Thứ quan trọng bậc nhất đó chính là những cái trải nghiệm thương hiệu của bạn mà khách hàng có thể có với thương hiệu của bạn trên online. Tôi xin nhấn mạnh là cái sự trải nghiệm đối với thương hiệu. Bởi vì cái phần về logo,
về màu sắc, về phông chữ, nó chỉ là 20% của cái tảng băng chìm. Còn đâu phần 80% đó là những cái thứ nằm ở dưới mặt nước. Và cái điều đó mới quyết định cái sự lâu bền của thương hiệu của bạn, quyết định cái sự thành công của bạn trên môi trường Internet. Vậy cụ thể thì cần làm như thế nào? Tạo đa kênh marketing online. Hãy để thương hiệu của bạn xuất hiện trên Facebook, trên YouTube, Google hay những trang báo lớn ở Việt Nam. Hãy sử dụng các công cụ quảng cáo để chúng có thể tiếp cận thật nhiều khách hàng quan tâm nhất có thể. Đối với Facebook, bạn hãy tạo ra một trang fanpage thu hút khoảng vài chục ngàn người like. Hãy tạo ra nội dung viral hay còn gọi là nội dung lan truyền để người dùng tự share và bạn tiết kiệm được khá số tiền quảng cáo. Đối với YouTube, hãy tạo ra một kênh chuyên biệt về sản phẩm của mình và thường xuyên đăng tải các video về sản phẩm của công ty. Nếu có điều kiện, hãy chạy quảng cáo một số video. Nếu không, hãy để người dùng tự tìm đến các video của bạn. Đối với Google, bạn phải có một trang web. Dĩ nhiên rồi, một doanh nghiệp không thể thiếu một trang web. Bạn chạy quảng cáo rất nhiều trên Facebook với thương hiệu của bạn, nhưng ở Google người ta tìm không ra, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Nếu công ty của bạn đang sản xuất một mặt hàng có đối thủ, hãy sell tên sản phẩm đó gắn liền với thương hiệu của bạn. Làm thế nào để khách hàng luôn luôn search được tên của bạn trên Google? Đăng quảng cáo trên các báo, điều này vẫn chưa thực sự hiệu quả lâu dài đối với một doanh nghiệp mới chưa có nhiều về mặt tài chính. Nhưng bạn cũng nên mua những cái bài PR trên các trang báo lớn, điều này giúp cho thương hiệu của bạn trở nên uy tín hơn rất là nhiều. Tạo ra sự khác biệt với đối thủ. Có vô số thương hiệu đang bán những mặt hàng tương tự của bạn. Làm sao để khách hàng chú ý và thích thú với sản phẩm của thương hiệu của bạn hơn so với người khác? Đó là sự khác biệt. Sự khác biệt ở đây có thể là cách bạn bán hàng, cách bạn thanh toán, cách bạn hỗ trợ dịch vụ hay cách khuyến mại. Tuy nhiên, để tìm ra sự khác biệt phù hợp không phải là dễ dàng. Có nhiều thương hiệu vẫn cố gắng tạo ra sự khác biệt nhưng họ đều thất bại vì sự khác biệt không phù hợp với người tiêu dùng. Nếu bạn đưa chiến lược nhắm đến một vùng cụ thể, bạn sẽ được quan tâm nhiều hơn nếu mà nhắm đến toàn quốc. Hãy thử tạo ra sự khác biệt ở một vùng thay vì cố đấu tranh ở những vùng lớn. Một mẫu quảng cáo nhắm đến một tỉnh chạy trên news feed của một người ở tỉnh đó chắc chắn sẽ được quan tâm nhiều hơn so với mẫu quảng cáo không nhắm đến đích cụ thể. Chăm sóc khách hàng online, bạn có đa kênh marketing thì cũng phải có đa kênh hỗ trợ khách hàng. Hãy tiếp thu tất cả những ý kiến phản hồi và xử lý nó một cách hợp lý nhất có thể. Hãy quan tâm đến từng cá nhân khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Điều này không chỉ giúp cho họ quay lại với bạn mà có thể là công cụ marketing thay bạn tìm kiếm nhiều khách hàng tiềm năng hơn nữa. Bạn thân mến, bạn vừa đi qua đề tài nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo trong phát triển thương hiệu doanh nghiệp và hàng hóa sản phẩm. Thuộc chương trình xây dựng đào tạo trực tuyến về nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Học viện Đào tạo Quốc tế Smartway và Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Để tìm hiểu những nội dung thú vị khác cũng như tham dự các lớp đào tạo trực tiếp, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến Học viện Đào tạo Quốc tế Smartway. Cảm ơn bạn.